nó còn độc và lạ hơn nữa, bởi vì con đường này không hề có một số nhà nào. Chào mừng quý vị đã đến cùng chúng tôi trong chương trình Cổng Chiêng cuối tuần, thưởng thức và trải nghiệm. Của người Ba Na. Thưa quý vị, đây là những bộ váy áo được dệt thủ công do chính bà con làm. Chúng ta có thể thấy sự đặc biệt của những chiếc áo. Tôi có thể nói một chút về những chiếc áo nữ này. Quý vị có thấy một điều lạ là các đôi tay, các cánh tay của các thường thì người ta sẽ tháo rời bộ phận này ra cho nó gọn. Cổng Chiêng cuối tuần thưởng thức và trải nghiệm. Quý vị hoàn toàn có thể lên sân khấu để nhảy múa cùng các nghệ nhân của chúng tôi trong chương trình Cổng Chiêng cuối tuần thưởng thức và trải nghiệm. Thank you.